Xin chào cả nhà. Buổi sáng em mới ngủ dậy, bây giờ em không biết ăn món gì đây. Hay là em sẽ ăn mì cho nó lẹ ha. Giờ em sẽ lấy một gói mì. Em ăn mì của Omaji. Em sẽ nấu kèm với lại bắp cải. Bắp cải. Và một xíu ngọt. Đây là nguyên liệu nấu mì gói của em đây cả nhà. Có mì, có bắp cải, có bò viên mà có trứng. Bây giờ em sẽ bắt đầu nấu mì gói thôi. Là món ăn dễ nấu nhất đó cả nhà, mà ngon nữa. Bây giờ cả nhà bắt lên đây cho em một chảo nước nha. Để nước sôi rồi mình sẽ bắt đầu bỏ mì vào. Nước đã sôi rồi mình sẽ cho bò viên vào. Rồi mình sẽ cho bắp cải vào nha cả nhà. Mình sẽ cho mấy gói gia vị vô nhanh gọn lẹ đó. Đó. Cho. Mình đợi một chút xíu cho nó mềm rồi mình sẽ đập trứng gà vào đây. Buổi sáng rất là giòn dinh dưỡng luôn cả nhà. Hai quả trứng. Đó. Khi rau và trứng chín thì cả nhà bỏ mì vô nha. Bỏ mì vô nấu thêm khoảng. Rồi mì của mình chín thì mình sẽ đổ ra tô nha cả nhà. Sẽ đổ ra tô đây. Rất là hấp dẫn, mình sẽ cắt hành ngò vào. Xong rồi. Đây, mì gói sáng sớm của mình đây. Chỉ mất chưa trong vòng 5 phút thôi cả nhà đã có một gói mì ngon rồi. Có một tô mì ngon. Chỉ mất mấy vài phút thôi là mình đã có tô mì ngon rồi cả nhà. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Trời rất là đẹp luôn cả nhà. Nhà mình mới cắt cỏ tối hôm qua luôn. Cỏ rất là gọn gàng luôn cả nhà thấy không? Sạch sẽ tươm tất hết luôn rồi. Chồng mình tối hôm qua đi xin làm. Xin chào buổi sáng cả nhà. Đây em nấu sạch sẽ luôn. Một gói mì trong vòng mấy phút thôi bây giờ em đã có gói mì ăn rồi. Bây giờ em xin mời cả nhà cùng ăn mì gói với em nha. Ồ đã quá, đầy đủ dinh dưỡng luôn cả nhà. Nóng quá. Nóng, đợi xíu nóng. Thôi, nóng nha, đợi xíu nha. Trứng vừa chín tới nè cả nhà. Ồ. Bò viên em mua ở chợ. Thank you.
xem video của em nha. Cả nhà nhớ cho em một like, một subscribe để em ra nhiều video clip mới. Bye bye. Em sẽ ăn tiếp nha. Bye bye.